chào mừng tất cả anh em đến tới kênh YouTube Thông Quay Lóc, kênh giải trí. Ngày 8 tháng 6, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Gia Lai đã làm thủ tục trao trả căn cước công dân cho anh Lê Anh Tú, còn được biết đến với tên Thích Minh Tuệ. Mời công dân Lê Anh Tú. Tại trụ sở công an, công dân Lê Anh Tú đã được nhận căn cước sau 5 ngày làm thủ tục. Sau đây là anh Tú xin được cấp cái căn cước công dân này và luôn luôn mang theo nó trong người. Và sử dụng nó rất nhiều cái tiện ích như là đi máy bay này, thế rồi đi khám bảo hiểm y tế, khám bệnh này và nhiều các cái việc khác nó phục vụ cho chính bản thân mình. Cái căn cước công dân này nếu mất thì anh Tú đến công an là khai báo và làm lại. Cảm xúc của ông thế nào khi nhận được căn cước công dân? Dạ, cảm xúc của con cũng như bao người công dân bình thường khác, gọi là nếu mà có nó để đảm bảo quyền lợi cho mình học tập, tu học được thì rất là tốt đẹp. Dạ, A Di Đà Phật. Ông có hài lòng không về cái việc cấp căn cước công dân và có gặp cái trở ngại gì trong quá trình cấp căn cước công dân không? Dạ, căn cước công dân đối với con á, nếu mà nó đem lại con đường bảo đảm tu hành cho mình được hay là cái gì á, mình ở đây là cũng đều nói cái này là mình vui vẻ hài lòng hay là không vui vẻ hài lòng. Đối với con là nó mà đem đến đảm bảo cho mình tu hành thiền định trí tuệ được thì đều tốt đẹp. A Di Đà Phật. Dạ. Có căn cước công dân rồi, biết đâu một cái cơ duyên nào đó được về thăm Đức Phật ở Ấn Độ chẳng hạn, thì ông nghĩ sao về điều này? Dạ, được về thăm Đức Phật thì đảnh lễ nơi bốn thánh địa của Đức Thế Tôn thì cũng đều tốt đẹp. Con cũng ước mong ngày xưa con cũng nói là có một cái duyên nào đó, có một lúc nào đó mình bộ hành về Ấn Độ, mình đảnh lễ nơi bốn thánh địa của Đức Thế Tôn rồi mình học tập, mình cảm ơn cái ân đức của Đức Thế Tôn tri ân với Ngài. Nhưng mà cái đấy thì con cũng thấy hạnh phúc vui vẻ nếu đạt được. Từ khi ở Huế về đây để trung tâm tu tập thì tinh thần sức khỏe của ông thế nào? Dạ, vẫn tốt đẹp, đủ. Nói chung giờ cũng để với cái sức khỏe này thì vẫn bộ hành được, vẫn tu hành được, vẫn khất thực, vẫn nói chung là để đáp ứng để nguyện vọng và học tập theo lời Phật dạy thì vẫn ổn định. Ai gì đẹp, ai gì đẹp.